Dơi chia ra làm nhiều loại, có loại ăn trái cây côn trùng và loại dơi mà chúng ta ngày nay làm chòi để nuôi, đó là dơi muỗi. Dơi muỗi hoạt động vào ban đêm, sáng tìm nơi yên tĩnh để ngủ. Dơi đi ăn vào khoảng 6 giờ chiều hoặc 6 giờ 30 phút chiều tùy vào thời tiết và tối sớm muộn. Nếu gặp lúc trời mưa, dơi trú trong chuồng và bay đi ăn khi trời tạnh. Trước khi đi ăn, dơi đầu đàn bay trước một vòng do thám, rồi từng tốp mới bay ra sau. Dơi có khả năng đi săn mồi rất xa, có khi hơn 10 km, và đến khoảng 5 giờ sáng mới trở về nơi trú ngụ. Bởi theo tập tính và lợi ích từ phân dơi, mà ngày nay người ta làm chòi dơi nhằm mục đích để dơi cư ngụ và đi đi về về ngủ lại chòi để thải phân và phân dơi được rớt xuống nền đất. Xong bà con thu lại đóng vào bao để dành sử dụng. Trong phân dơi khá cao nên sẽ giúp quá trình quang hợp và kích thích ra bông đậu trái của cây rất tốt. Thêm vào đó, giúp bộ rễ của cây phát triển mạnh, cứng cáp cho nhiều trái, tăng sức đề kháng. Các loại hoa thường dùng phân dơi bón như hoa lan, hoa hồng, thậm chí sầu riêng và bưởi và nhiều loại khác. Thậm chí phân dơi thu nhiều quá sử dụng không hết, bà con đem bán lại cho những hộ gần nơi sinh sống người quen, hoặc giao bán trên mạng, giá dao động từ 40 đến 60 ngàn đồng một ký. Để làm một chòi dơi và dụ dơi về ở thì cũng không quá khó và cũng chả dễ một tí nào nếu không có kinh nghiệm và không được may mắn. Làm chuồng cho dơi sao cho đảm bảo yên tĩnh, kín đáo, đặc biệt cây cối thấp, ít tiếng ồn. Chuồng phải đặt ở cặp bờ kênh, mương để dơi uống nước. Chuồng phải cao ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông và luôn sạch sẽ. Làm sao để nhiệt độ trong chuồng ổn định ở mức 30 đến 32 độ C là tốt nhất. Kích thước chuồng ngang 5 m, dài 7 đến 9 m, 04 cột xi măng có chiều cao 6 m. Nóc chuồng cao 1,5 m. Theo kinh nghiệm thì chuồng lợp lá dơi về nhiều hơn lợp ton. Lá lợp phải là lá dừa nước xé để thời gian sử dụng được lâu hơn. Mái được xốc nóc cẩn thận, tránh gió làm tốc mái. Mưa ướt làm dơi phải bỏ chuồng đi nơi khác. Nền chuồng có thể tráng xi măng hoặc trải lưới cước. Phân dơi rớt xuống đó sẽ được quét thu gom. Giá thể để dơi trú ẩn. Giá thể để cho dơi trú ẩn là loại lá thốt nốt. Với kích thước chuồng như trên có thể sử dụng 300 đến 400 lá thốt nốt. Chọn những lá khô nhưng còn mới, không mục nát. Khi chặt về phải ngâm qua nước trước khi phơi nhằm diệt sạch ấu trùng kiến là kẻ thù của dơi. Chú ý, nên mua thêm lá dự phòng khoảng 100 lá khi vệ sinh chuồng trại. Ta có đủ lá thay, để dơi không bị đồng ổ. Phải sử dụng xen kẽ lá cũ và lá mới để dơi không cảm thấy lạ chỗ. Cứ khoảng 3 đến 5 ngày phải trèo lên thay những lá bị dính phân dơi và 4 đến 5 tháng phải thay hết toàn bộ lá. Cách trèo lá làm nơi trú ẩn cho dơi. Sau khi làm chuồng xong, phía dưới mái chuồng, ta gác cây xuôi dọc theo chiều dài của chuồng. Mỗi cây cách nhau khoảng 4 đến 5 tấc để trèo lá làm nơi trú ngụ cho dơi. Cắt cuốn lá chừa lại khoảng 3 đến 5 tấc rồi đục lỗ cuốn lá, nối 5 tàu lá thành một chùm bằng dây kẽm bẻ thành móc và treo vào các cây được thả dọc theo chiều dài của chuồng. Chăm sóc. Dơi là loài động vật hoang dã, khó tính, thích sống tự do, rất nhạy cảm với hơi người lạ, cũng như những loài vật, côn trùng có khả năng gây hại chúng, nếu động chúng sẽ bỏ đi. Vì vậy, người nuôi phải biết khuyến dụ và bảo vệ chúng, không được bắt chúng trong chuồng nuôi. Kẻ thù nguy hiểm đối với dơi là rắn, chim heo, rệp và kiến, do đó chúng ta thường xuyên phát hoang bụi rậm, săn bắt chim heo, để hạn chế kẻ thù xâm hại dơi. Do dơi thải phân có thể làm dơ lá thốt nốt, cứ khoảng 3 đến 5 ngày là ta phải đem những chùm lá cũ xuống để giặt, phơi khô và thay lại lá mới. Thay lá vào lúc dơi ra khỏi chuồng đi ăn khoảng 18 giờ chiều và thay nhanh trong khoảng 15 phút. Nếu thay không kịp thì thay khoảng 1/3, rồi sau đó thay tiếp, vì dơi sau khi rời chuồng đi kiếm ăn khoảng 15 phút sau lại quay trở về chuồng. Nếu gặp người lạ thì dơi sẽ bỏ chuồng đi. Thu hoạch phân dơi. Dưới chuồng dơi ta căng lưới để thu hoạch phân dơi hàng ngày. Nếu không thu hoạch sớm kiến sẽ tha phân, và nếu bị trời mưa phân sẽ chảy ra. Cách thu hút dơi.
Bà con thường làm chòi ra và để tự nhiên hoặc bắt dơi về để nhử. Nhưng với cách này thì khả năng dơi có thể về là rất thấp. Ngày nay người ta đã sử dụng máy thu hút dơi và âm thanh giống như nhiều người bẫy chim mở máy chim bay đến. Cách này hiện nay cũng được nhiều người sử dụng do anh Thuận chủ kênh săn bẫy bán cho bà con. Mọi người quan tâm cách dẫn dụ này thì hãy bấm vào đường dẫn phía dưới clip này hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại trên clip để được tư vấn. Đây, đây là cái lò này. Cái lò này em thử nè, rất là gọn nhẹ. Đêm hát một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây. Mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đầu nhất thiết ấy rồi nè. Nè, đang hát này không? Nè. Nè, em bấm đứng lại nè. Không quên bật công tắc. Nè. Rồi, im. Hát. Đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt. Em chừa một tiếng một à, tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn, cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè. Lúc này là lúc lặp lại. Quên nhấn nữa đêm hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn. Cho nên em sợ vậy em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè. Chừng nào tiếng này không hiệu quả nó mới lấy tiếng khác. Đấy. Vậy đấy. Này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Em bấm cái thấy không nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi. Vậy nghe mọi người, để mình lại đây em quay cái phần của em của giờ cái. Mọi người coi sáng đây nè, cũng vô cũng được. Ủa, có con dơi quạ gì nó bự trời. Ủa, con dơi này phải đuổi nó đi rồi nó đậu vô luôn rồi. Con quỷ đó, phân của em mọi người. Hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ỉa được trên đây nè, ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á đó. Đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà mình dày ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lời nói sau cùng cũng cảm ơn anh Thuận nhiều nha anh Thuận.